Thính giả Trung Quốc dành tình cảm đặc biệt cho VOV, nghe đài, nhất là đài tiếng nói Việt Nam, VOV, từ khi còn ít tuổi, đến nay nhiều thính giả Trung Quốc vẫn gắn bó với các chương trình phát thanh. Năm nay đánh dấu tròn 20 năm anh Trương Bồi Cường, một thính giả ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đến với các chương trình sóng ngắn. Trong đó, VOV là một trong những đài phát thanh nước ngoài đầu tiên anh nghe. Đến nay, dù đã xuất hiện nhiều loại truyền thông mới, nhưng anh vẫn không ngại căng anten dò tìm từng tín hiệu đài để được nghe những âm thanh nguyên sơ nhất từ những nơi xa xôi chuyển đến. Qua làn sóng, anh biết thêm nhiều hơn về thế giới bên ngoài, về những thông tin mà nhiều khi anh ít có dịp tiếp cận trong nước. Anh rất tâm đắc với chủ đề Ngày Phát thanh Thế giới năm nay: Phát thanh và Hòa bình. Với anh, phát thanh luôn phát huy được thế mạnh vốn có, nhất là trong những hoàn cảnh đặc biệt như chiến tranh hay động đất, giống như những gì đang xảy ra ở Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tôi thích nghe tín hiệu analog vì luôn cảm thấy rất chân thật. Như chiến tranh ở Ukraine hay trong động đất, người dân vẫn có thể nghe được phát thanh. Ngay cả khi các phương tiện truyền thông khác bị gián đoạn, người ta vẫn có thể phát bằng sóng ngắn để những người dân thường nghe được các tin tức về thế giới bên ngoài. Anh chia sẻ, chịu ảnh hưởng từ niềm yêu thích nghe đài của ông nội khi mới là một cậu bé hơn 10 tuổi, anh Tiết Phi ở tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc, Trung Quốc, đến nay vẫn có thói quen nghe đài dù không còn thường xuyên như trước. Anh không thích sự ồn ào, do vậy nghe đài giúp anh như được sống trong một thế giới âm thanh sống động của riêng mình. Ở đó có những phát thanh viên và người dẫn chương trình đồng hành, làm bạn. Ngồi một mình, tựa lưng vào ghế, nghe những bản nhạc hay từ đài phát ra, tôi thực sự thích thú và say sưa với cảm giác ấy. Tôi vô cùng biết ơn vì đã có làn sóng phát thanh làm bạn trong cuộc đời mình. Tiết Phi tán thành với quan điểm cho rằng, ngày nay, phát thanh vẫn là một trong những phương tiện truyền thông có sức sống, nhạy bén và hấp dẫn nhất. Bởi nó đã tiến bước cùng thời đại và đem đến cho người nghe những cách tương tác và tham gia mới. Theo anh, bên cạnh các ưu thế về phạm vi phủ sóng rộng và phục vụ được gần như mọi đối tượng, giờ đây phát thanh qua mạng với nhiều hình thức mới mẻ. Trong đó có podcast đang trở thành xu thế mới. Riêng với VOV, anh luôn dành một tình cảm đặc biệt, nghe chương trình tiếng Trung của VOV đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. VOV giúp tôi hiểu hơn về Việt Nam, một đất nước xinh đẹp trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lịch sử, kinh tế, văn hóa. Điều này đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Thông thường khi tan sở về nhà, nếu không có việc gì khác, tôi thường có thói quen mở trang tiếng Trung của VOV để nghe trực tuyến. Bởi ưu điểm của nghe đài trực tuyến là chất lượng âm thanh rất tốt, không có tạp âm và rõ hơn, cứ như phát thanh viên đang ở bên cạnh mình vậy. Cũng như nhiều người yêu làn sóng phát thanh trên toàn thế giới, với chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới năm nay, anh mong muốn người dân trên toàn cầu có thể tận hưởng niềm hạnh phúc mà phát thanh mang lại, còn phát thanh sẽ đóng góp nhiều hơn cho việc xóa bỏ xung đột lợi ích, hiểu lầm và hận thù giữa các quốc gia, đem lại hòa bình cho thế giới.